to the world the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Hello, xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Merry Christmas, chúc mừng Giáng sinh nha. Nick vừa đáp máy bay từ sân bay Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về tới sân bay Tân Sơn Nhất Sài Gòn trên hãng hàng không Emirates. Đáp buổi tối thôi và tranh thủ về nhà cất đồ xong rồi còn thời gian để dạo chơi quanh trung tâm Sài Gòn đón Giáng sinh cùng với mọi người. Hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2023 luôn. Và đồng hồ đeo trên tay của Nick hiện giờ là khoảng 11 giờ đêm rồi. Cũng còn khoảng tiếng nữa là qua ngày 25 tháng 12 rồi nhá. Và về đây kịp đón Giáng sinh thấy rất là vui, trung tâm quận nhất Sài Gòn đông lắm. Nick sẽ đi quanh một vòng ở đây quay lại chia sẻ luôn cho quý cô bác chị và các bạn cùng xem nha. Bây giờ mời quý cô bác chị và các bạn cùng theo chân với Nick chúng ta đi dạo chơi đón Giáng sinh vào đêm 24 tháng 12 tại trung tâm quận nhất Sài Gòn nha. Trước mặt quý cô bác anh chị và các bạn, đây là nhà thờ Đức Bà Sài Gòn nè. Trước đó, trước khi mà Nick đi Dubai thì Nick cũng đã có quay video clip ở đây, chia sẻ những hình ảnh ở đây cho quý cô bác anh chị mình xem rồi. Hôm nay trở lại đúng đêm 24 thì nhạc chuông ở nhà thờ vang vọng khắp nơi nè, rồi người người đi chơi. Quá trời đông. Đông hơn mọi ngày. Ở tượng Đức Mẹ Maria trước nhà thờ Đức Bà. Bên kia là bưu điện, rồi xe chạy ngắm đường phố, xe bus mua trần đó. Để Nick đi một vòng quay xung quanh đây tiếp. Đây Nick sẽ tới gần hơn ở trước mặt của nhà thờ Đức Bà. Bữa trước thì chưa có tới gần khu vực này. Hôm nay sẽ tiếp cận gần luôn thì Nick thấy là có trang trí là Chúa Giêsu. Tượng Chúa Hội Đồng nè. Đây. Rất là đẹp luôn nè. Ở bên trong dưới những cái hàng đèn đó là nguyên cái dàn giáo vẫn còn trùng tu nhà thờ là chưa có xong đâu, chắc còn lâu lắm. Nghe tiếng chuông ngân vàng. Bãi cỏ công viên phía trước nhà thờ bữa nay chắc tanh bành quá, quá đông người đi chơi ngồi nằm trên bãi cỏ. Bên kia là trường tiểu học Hòa Bình,
Trường này cũng lên đèn, ngay nhà thờ mà lên đèn cũng đẹp quá nè. Bây giờ Nick sẽ chạy quanh nhà thờ tí, quay khung cảnh buổi tối đêm 24 tháng 12 này cho các bác anh chị mình tiếp tục xem nha. Càng về khuya càng đông nè. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Phía trước nhà thờ thì thấy có một cái thang máy, có đưa người lên kìa, khá là bất ngờ luôn. Không biết lên đó người lên kiểm tra gì hay là có vấn đề gì không. Mà đi thang máy kìa, khá là bất ngờ. Mình đó là Diamond Plaza, trước đó nó cũng đã từng review chỗ này rồi. Lên đèn rất là sớm và rất là đẹp. Tối hôm nay 24 tháng 12 gần nửa đêm vẫn đông người tiếp tục tập trung phía trước. Đó, phía trước của Diamond Plaza chụp ảnh là đông nghẹt của ảnh rồi, biết thấy từ xa nè. Quá trời luôn. Nick sẽ vòng xuống trung tâm, xuống đồng khởi Nguyễn Huệ coi như thế nào. Ở bên lề gần với trường tiểu học Hòa Bình này thì có cà phê ngồi bệt ở dưới đất nè. Tối nay cũng đông người ngồi. Không biết làm sao mọi người ngồi được á. Nick bây giờ ngồi hết nổi rồi, ngồi đó hồi đau chân lắm. Nick thấy là có rất là nhiều khách Tây nè, dẫn nhiều ông bà dẫn nhau đi dạo phố, rồi thấy nhà thờ Đức Bà dựng lại chụp ảnh đến chiêm nghiệm. Rồi nhiều người thì dừng xe bên vệ đường ngắm nhà thờ Đức Bà. Bây giờ Đức đi vào đường Đồng Khởi. Hôm nay là đêm cuối của chương trình lễ hội âm nhạc Hòa Rô. Thì tiếc là Nick là về không còn kịp rồi, bây giờ thì chắc là xong hết rồi. Nhưng mà để đi ngang khu vực Nguyễn Huệ như thế nào, Nick tiếp tục quay chia sẻ hình ảnh ở đó cho các bác mình xem nha. Hiện tại thì đang trên đường Catina, đường Tự Do ngày xưa, bây giờ Đồng Khởi nè. Khu vực này trước đó Nick cũng đã từng quay chia sẻ rồi. Mặt sân, trung tâm mua sắm rồi, Vincom bên trái nè. Bây giờ cũng đã khuya đóng cửa rồi. Dừng đèn đỏ ngay đoạn Đồng Khởi lên Thánh Tôn này, quá trời đông.
của Nhật nè, rất là lớn tại đường Đồng Khởi với Lê Thánh Tôn, rồi khách sạn Continental Sài Gòn. Rồi bên đây Kiplot thì quảng cáo bữa nay có quay trong cái trung tâm Union Square này rồi. Rồi nhà hát thành phố cũng có cây thông Noel phía trước đang còn đèn nhấp nháy, không biết là chương trình gì không. Nick nghe tiếng nhạc dập quá chừng ở bên đại lộ Lê Lợi, hình như chương trình lễ hội âm nhạc vẫn còn. Wow, sân khấu vẫn còn là ị đùng luôn, để Nick qua đó quay tí xíu chia sẻ cho mọi người nha. Tới gần nhạc dọc nghe đã luôn, rất là đông nè mọi người. Bây giờ đại lộ này đã mở, không có giăng rào nữa, nhưng mà rất là nhiều người chạy xe vô rồi. Nhưng mà sân khấu còn y đùng quá trời kia nè. Để Nick đi vòng vòng quay tí xíu khu vực này, tiếp tục truyền tải những hình ảnh đêm Giáng sinh tại trung tâm của Sài Gòn cho bác chị và các bạn cùng xem nha. Ok, let's go thôi.
gì đông, càng về nửa đêm nhạc vẫn còn và mọi người tập trung rất là đông đây luôn. Quay Nick đứng ở trên cao quay xuống cho bà con mình xem đây. À, Sài Gòn tổ chức cái chương trình này vào dịp Giáng sinh và rơi vào cuối tuần nữa cho nên là ngạt hơi. Bên kia là lễ hội ẩm thực ăn cho đỡ thèm, tiếc là lần này Nick không có kịp tham dự rồi. Thôi bây giờ Nick sẽ đi xuống đại lộ Nguyễn Huệ này xem ở đại lộ Nguyễn Huệ như thế nào nha. Ở giờ phố đi bộ Nguyễn Huệ này thì mấy cái chương trình sân khấu thì đã chuẩn bị dẹp rồi nè. Thôi tất cả những cái chòi, những cái rạp, những cái sạp trưng bày quảng cáo buôn bán rồi những sân khấu của bên họ vô bên phố đi bộ Nguyễn Huệ đã đóng chuẩn bị dọn rồi, bây giờ gần nửa đêm rồi. Đây Sài Gòn không ngủ, dẹp thì dẹp nhưng mà đông thì vẫn đông thôi. Đây trăng, wow, trăng này dạo này có cái trò này nhiều lắm mà. Thấy đem trăng ra đường này cho người ta chụp ảnh. Rồi ở đây hết chương trình nhạc thì lại có nhóm bạn trẻ ở đây tập trung hát hò biểu diễn gì đây. Ok, đó game nào cháu ra đâu hả? Cho chó. Ok, có mọi người đến không? Mà đã hát một ngày rồi. Đây quá, cũng có một bạn đăng ký thì đi mẹ xíu cho đây một cái hút của một bạn đăng ký nha. Một cái thuốc khăn này của Trúc Nhân, có được mang tên có công sứ, có quyền kì mà. Và bạn nào quá thì cũng ngủ ở đây Texas Chicken làm cái banner quảng cáo này đẹp quá nè. À, tài trợ thôi nhưng mà này làm giống như kim tuyến lấp lánh rất là đẹp, với ánh sáng là dạ vô gió thổi tí nữa là thôi. Wow. Wow, chỗ này lý tưởng ghê vậy. Có mấy cái ghế lười ngã nghiêng nằm mà sướng ghê luôn. Kèm khói, kèm dừa tươi. Rồi, một bạn này cầm lo hát nữa. Mấy ngày vừa qua, 22, 23, tối 24, tối hôm nay là khu vực này nó kiểu là hoành tráng, lên đình luôn á. Bây giờ còn một phần cuối cùng của đêm nay thôi, mà ở chỗ đại lộ Lê Lợi thì quá hốt rồi, đẳng là dập nhạc chịu không đó luôn. Còn những khu vực này như thế này thì thôi. Rồi sân khấu cũng có hồi do nè, chỗ này một cái cũng đã dẹp rồi. Mấy cái chòi này hay quá, cái lười. Rồi bên kia là Sunwa Tower, tòa nhà Sunwa đó, trang trí Noel và mừng năm mới rất là đẹp đó. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Have a great night and see you guys very soon. We will forever love you. Thank you. Thank you, Don Diablo!
Thank you. Merry Christmas and Happy New Year. And lễ hội hò vô của chúng ta, chuyến bay 3 ngày vừa rồi của chúng ta đã đáp đất an toàn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và tiết mục vừa rồi đã kết thúc lễ hội hò vô, lễ hội âm nhạc quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Xin được phép gửi lời cảm ơn chân thành đến đơn vị The Work đã cùng đồng hành chiến lược với chúng tôi trong chương trình này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas. Hẹn gặp lại tất cả mọi người tại lễ hội Hò Vô thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. See you soon. Thank you. Và như vậy là Nick đã kịp về đón Giáng sinh cùng với mọi người ở Sài Gòn. Đêm Giáng sinh thì trời mát mẻ, chương trình âm nhạc Hò Vô, lễ hội Festival Music nó rất là tuyệt vời luôn, đông vui lắm. Và trong không khí tràn ngập của đêm nay, đêm Giáng sinh 2023 thì Nick một lần nữa chúc cho quý cô anh chị mình được một mùa Giáng sinh thật là an lành, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Còn video clip của buổi tối ngày hôm nay đến đây thì Nick cũng xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô anh chị một lần nữa đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô anh chị và các bạn trong những video clip về sau nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing.